Well, kia xin kính chào anh em nha thì hôm nay kia cũng đi thăm lại cái vườn mít của chú sáu đó, anh em thì hôm nay sẵn tiện đây thì kia cũng làm một cái video mình để phòng chăm sóc cái cây mít trong cái giai đoạn mà mùa nắng anh em trong giai đoạn mà thiếu nước á thì cũng may mắn là cái chú sáu ở nằm cái vùng thốt nốt của cần thơ thì vùng này là vùng ngọt khóa ổn định anh em ha đó. thì không riêng gì à, cái à, vùng à, thốt nốt à, nói chung cũng như là hiện tại giờ à, cũng có một số vùng à, cũng như là bến tre nè tiền giang nè đó và một cái số à, tỉnh mà nó lân cận à, giáp với à, mầm biển anh em để có cái hàm lượng nước mặn à, tuy nhiên thì à, à, so với từng vùng thì nó có sự chênh lệch à, cái độ mặn nó khác nhau có nơi thì lên à, một à, một phần ngàn rồi À, 0.5 phần ngàn dân dân đó thì à, à, cái lượng mặn đó mình có thể tưới vào cây mít được hay không? À, vâng thì kia à, tí xíu nữa đây cũng à, chia sẻ cho anh em ha à, và phân tích cho anh em à, cái hàm lượng mặn mình có nên tưới vào cái à, cây mít hay không và cách để quản lý à, để cho cái cây mít nó phát triển trong cái à, à, mùa khô hạn này cũng như là à, chống chịu lại cái à, cái hạn mặn à, à, trong năm nay anh em ha. Đó, thì Vân thì hôm gài cũng có một số anh em, số bà con, cũng gọi hỏi Kia. À, thì hiện tại giờ cái cái vùng mà bến Tre, Tiền Giang hiện tại giờ là cái độ mặn nó xâm nhập vô tới nội đồng hết rồi, vô sâu vào nội đồng rồi. Thì cũng có nhiều nhà vườn cũng mua cái máy mà để đo cái độ mặn á anh em. Đó, đo cái độ mặn thì cũng đo thử rồi cũng trả về Vì cái chỉ số là 0.4 nè, rồi 0.5 phần ngàn nè thì cũng hỏi kia là có nên là dùng cái cái nước 0.5 phần ngàn đó có thể tưới vào cái mít trong cái giai đoạn này được hay không đó. thì kia cũng chia sẻ cho quý anh em quý bà con chúng ta nắm ha. Thì đối với cái nước mặn á thì cái cây mít á thì nó chịu đựng đó, nó chịu đựng được cái cái cái, cái độ mặn là 0.4 0.5. Nhưng mà tuy nhiên á thì anh em hiểu cho kia như thế này. Đó, thì À, sau khi mà chúng ta dùng cái cái hàm lượng nước đó chúng ta tưới trực tiếp lên 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 gốc ha đó thì à, à, sau khi cái ánh nắng mà nó tiếp xúc với cái cái mô đất à, như cái mô đất như thế này đó thì cái cái cái, cái hàm lượng mà Kia muốn nói đây á là cái hàm lượng nước mà nó được bốc hơi đi đó, nó nó đi được bốc hơi đi do cái nắng nóng quá nó bốc hơi đi nó sẽ trả lại cái hàm lượng muối ha là na chi đó anh em đó, nó tồn tại trong cái gốc cây đó, nó tồn tại trong gốc cây thì cái hàm lượng này nó khá nhiều khá cao đi nó cao hơn khi mà cái hàm lượng nước không trong năm phần ngàn đó, thì nó làm ảnh hưởng tới cái rễ cây anh em ha ảnh hưởng tới rễ cây thì cho nên nó là là làm cho cái cây chúng ta nó sẽ bị khô cằn đi và cái rễ nó bị chết đi cho nên là nó không hút được dinh dưỡng để nó nuôi những cái trái như thế này nuôi trái như này thì cái giải pháp nào để cho nó an toàn nhất để an toàn nhất mà cho chúng ta quản lý cái trời cái cái cái, cái, cái mùa mà mà nắng hạn như thế này thì cũng rất là đơn giản thôi anh em nó rất là đơn giản thôi thì như cái cái dùng mặn kia nó nói ha như như cái dùng mặn của anh em nó rơi vào cái 0,5 phần ngàn thì anh em Quan trọng cái điều đầu tiên là anh em nên nó bảo vệ cái cái hệ rễ của cây để cho nó sinh trưởng và phát triển tốt. Đó thì à, để bảo vệ cái rễ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó. Thì à, bên kia cũng có cái cái dòng sản phẩm là Humic sa băng á, đó, đó Humic băng ha. Thì chúng ta có thể là à, pha nước, đó, pha nước nhưng mà nước ngọt anh em ha. Thì kia cũng không khuyến cáo anh em là là là, là sử dụng cái à, nước mặn là 0.5 phần ngàn. Đó. mình xử lý cái nước ngọt thôi mình sử dụng cái nước ngọt anh em ha thì sau khi cái mình tưới vào để kích ghế á để nuôi dưỡng cái hệ ghế á thì cho cái hệ ghế nó phát triển tốt và đồng thời á là nếu mà trường hợp nắng quá thì anh em có thể dùng lá cây nè gom gạ nè đó, chúng ta sẽ che hết cái cái mặt môn này đi ha che hết cái mặt môn này đi đó thì anh em tưới nước giữ ẩm cho kia là từ 7 tới 10 ngày thì trong trong đất tôi cũng còn cái đồ ẩm ha anh em ha đó thì trên cái cơ sở như thế thì cái rễ cây của mình nó đang phát triển không thì nó sẽ vẫn nuôi được những cái trái nó mang trên cái cái cây như thế này thì nó cũng vẫn là 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 đạt cái năng suất đó anh em đó đó, thì một lần nữa thì Kia nhắc lại cho anh em nhớ nha. Thì đối với cái hàm lượng nước nó 0.4 0.5 phần ngàn. Đó. Thì Kia không phiến cá anh em ha. Không phiến cá anh em à, tưới cái nước đó. Khi mà chúng ta tưới nước đó xuống thì gặp cái hàm lượng mà ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vào cái rễ cây cũng như là cái mô à, mô cây thì nó làm cho cái cái hàm lượng nước nó sẽ bốc hơi đi nó trả lại một cái hàm lượng muối rất là là cao làm ảnh hưởng tới cái rễ cây đó thì là cho rễ cây chúng ta nó sẽ á, chết đi cũng như là không là được hấp thu được cái dinh dưỡng ha thì cho cái à, năng suất trái gì sao hầu như là hoàn toàn nó không nuôi được trái và cái năng suất giảm và cây nó sẽ bị chết đi đó thì vâng thì à, Kia à, cũng rất là cảm ơn à, anh em mà xem cái video này của Kia ha đó à, thì à, anh em thấy hay à, nhớ đăng ký kênh ha like subscribe để ủng hộ cho kia một cái video tiếp theo vâng kia xin kính chào tất cả anh em nha